Cháu chào chú ạ. Vâng, chào anh chị. Anh chị vá gì đấy? Ui, cháu vá gì? Chú không nhận ra cháu à? Cháu đây, cháu Thắng đây. Cháu Thắng con bố Thăng ấy. Chú nhớ ngày xưa ở làng mình khánh thành cái cột cờ, chú cháu mình làm tưng bừng ở làng mình ấy thôi. Cháu Thắng con bố Thăng. À, ôi thằng Thắng mũi to. À, đúng rồi. Ngày xưa ở làng gọi là thằng Thắng Thăng. Thằng Thăng đúng rồi. Ui, dạ trơn lỗ ra anh hả? Dạ, cháu ở Tây 10 năm mà chú. À, ừ. Đi nước ngoài à? Vâng. Ui giời, thảo nào sau cái khánh cột cờ đấy, thế là cháu chào chú là cháu sang bên kia luôn, cháu sang bên kia cháu làm ăn luôn, nên là vợ sinh con đẻ cái luôn đấy chú. Ui giời, quý hóa quá nhỉ, thế là khánh xong cái cột cờ luôn. À, hay quá này, đúng rồi. Cơm tây có ăn vào trông ngày xưa là mày gầy lắm cơ. Đúng rồi. Ừ, má thì khóp vào mũi thì ra đấy, mà bây giờ trông có vẻ cân đối lắm. Móc ở đâu đây? Dạ, móc. Không phải móc ở đâu. Là đây là quần cháu nó thế, đây là mốt ở bên kia nó thế. Mốt này, này. Kiểu của lót phải thế. Chú là lót lót. Đây là... Dạ, cháu thiệu với chú. Đây là vợ cháu ạ. Ở bên kia mà. À, đây vợ này. Vâng. Chào chú, chào chú. Đẹp gái quá. Chào chú. Chú, cái công ty nhà mình mở hết ở đây hả chú? Đây, đây, đây. Hả? Đây, đây, là... nơi chú công tác này. Ngọn, vâng. Gọn nhẹ này thôi. Sao hả? Này. Dạ. Chết, chắc là sang mà lạnh quá rồi là tay là Parkinson này đúng không? Cổ. Không, đây là bệnh nhập của cháu chú ạ. Nghề gì mà lại cứ thế này? Dạ đấy, thì khổ quá, bệnh nghề nghiệp rồi nó. Ui, sao? Bao nhiêu lần rồi là giấu cái tay vào đi. Đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy nài. Hay ho lắm đi. Ăn thế rồi. Nhưng mà, này, nhưng mà cháu tôi nó bị cái tật gì mà sao lại nghề nghiệp gì? Là thế này, vợ chồng sang bên nước ngoài là cháu về tay trái lắc chảo, tay phải đảo mì. Ngày nào cũng như thế cho nên là tay cháu quen tay. Tức là vợ chồng cháu làm nghề nấu bếp. Đầu bếp hàng. Ôi, sư nhà anh cái gì đấy. Dạ, thế chú ơi, thế chú bơm vá xe đạp nữa, chú lại còn cả photocopy nữa. Không, hàng photo kia là của Bắc Phô. Bắc Phô à? Ờ, thì chú là chỉ có cái khoảnh vỉa hè này thôi. À. Ờ, chú ơi, chú này thế cứ bừa phứa ra vỉa hè này. Ở Việt Nam thế này nó gọi là lấn chiếm vỉa hè đó. Nói thế. Nói đi. Đây người ta gọi là... Cái tận dụng và tận dụng thôi, không phải phường chiếm. Người ta nghe thấy là chết chết. Này, và khai thác. Này, để chú sang chú gọi ông Phô. Này, anh em thân thiết cả. À, thế à? Cũng cùng làng mình không ạ? Không, đây là anh em là công tác gần nhau thì là chơi thân với nhau thôi. À, thế à? Không họ hàng gì? Ừ, không, được gọi để giới thiệu. Ơi, có gì mà chú giật giọng thế? Đây, em có hai đứa cháu là Việt Thủ. Bác đây để em giới thiệu. Nhìn lên. Đây. Cháu đây là bác Phô, đây, hàng xóm của chú. Còn đây là thằng cu cháu Thắng. Nó là cùng quê với em đấy. Nó phải có em bằng chú. Còn đây là vợ nó. Tây về đấy. Chào chú. Chào chú ạ. Chào hai cháu. Sang trọng chưa? Này, chú bơm là giấu tôi kỹ lắm đấy nhá. Người nhà ở bên nước ngoài, vậy mà chả bao giờ kể cho tôi gì cả. Khổ quá, em cũng có nhớ đâu. Nó phải tả mãi em mới nhớ ra nó đấy. Này, thế à, Việt Kiều hả? Vâng, Kiều ăn được không? Dạ, chú cháu tạm tạm thôi ạ. À, thế à? Vâng. Chắc là cũng phát tài, phát lộc lắm đâu. Thôi cứ ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đây mình. Ngồi đây. Chả mấy khi được tiếp khách Tây ở... này, thế cô chú sang bên đấy thì làm cái nghề gì nhỉ? Đây, đây, đây. Bác để em giới thiệu. Cái thằng cu cháu Thắng này, nó sang bên đấy là nó làm cái nghề... nó làm đầu bếp. À, đầu bếp. Làm đầu bếp ở nhà hàng đấy. À, thế là cũng kiếm đấy. Vâng. Dạ. Thế còn vợ nó là nó làm... Mày làm... Dạ. Giới thiệu đi mình. Cháu làm lông. Hình như là bên Tây họ văn minh hơn mình đấy. Họ làm cả lông chân lông tay đấy. Để nó ra là bạc cái sao. Em nghĩ không phải thế đâu. Em nghĩ là đây chắc là đi làm lông là đi cắt lông cừu để mà làm len. À, ừ, thế à? Không phải là lông người. Thế à? Lâu. À, đấy. Cắt nó lâu. Đúng rồi, cắt xé lông cừu nó phải lâu. Đúng rồi. Phải. Lâu, làm lông. À, đúng rồi. Lông nó lâu là đúng rồi, tôi biết mà. Đây này, uống nước đi. Ý mình nói gì? Ý tôi
tôi bảo là lâu phải thế. À đúng rồi, thì không lâu cũng phải thế. Không phải. Cháu xin chú là vợ cháu là nói ngọng NL. À thế là ví dụ như là sang nước ngoài cháu bảo là súng lục, chứ cứ mà đọc là thành súng nục. Thế thì bây giờ cháu trở thành là súng ngắn. Rõ ràng quê ở Phú Lỗ mà lại sửa thành quê ở Phủ Thủng cơ mà. Mỏng thế. Thế vợ cháu là đang làm lông. Vợ cháu đang làm im một không nói. Vợ cháu làm nghề nông ạ. Nông tức là làm nông nghiệp. Vâng. Này, thế ở bên ta làm nông nghiệp không đủ hay sao mà lại mang nông nghiệp Tây để làm? Mà bên Tây thì toàn nhà than sát rồi xe cộ như thế, đường xá như thế thì lấy đâu ra đất mà canh tác nông nghiệp. Dạ có mà. Chúng cháu toàn phải trồng chui thôi. Ở dưới hầm, Thế cây gì mà lại phải trồng? Mình để tôi nói. Trồng cỏ. À, trồng cỏ để mà chăn nuôi bò. Không phải cho bò, cho người. Trồng cỏ cho người nhỉ? Mình. Vợ cháu là trồng cho người ăn. Trồng cỏ cho người ăn thật mà lại. Người nào người ăn cỏ? Có mà. Thế nó là cái loại cỏ gì mà người lại ăn được? Úi dồi ôi, cỏ là đặc biệt lắm. Cỏ là nó rất nhiều vitamin. Nó gồm có vitamin A này, vitamin V này và vitamin F này. Đấy, nhiều thế mà. Thế nó là cái loại cỏ gì mà lại đặc biệt nhỉ? Đấy là giải thích cho luôn nhé. Vitamin A là ảo. Đúng rồi. Vitamin V là vui. Đúng rồi. Vitamin F là đúng rồi. Ôi trời ơi, thì toẹt nó là tài mà cho nó xong rồi. Bỏ chết này, chết này. Đấy là phạm pháp đấy. Trồng những cái thứ ấy là người ta gọi là thuốc cấm đấy. Ê, rồi. Ma túy đấy. Rồi. Ừ, quá được. Chắc là ở bên mình mới cấm chứ còn bên Tây người ta chắc là người ta cho trồng thoải mái hả? Không, cũng cấm. Cho nên chúng cháu phải chui lủi xuống gầm sàn nhà chúng cháu trồng là vì thế. Ăn cắp điện lắm lúc nó giật cho tung hết cả tóc lên đấy. Không bò được ra khỏi cái cống nữa mà. Này, sao không kiếm cái việc gì lương thiện mà làm mà tại sao lại đi làm cái nghề phạm pháp? Đấy là ngày xưa. Chứ cháu nói với chú là bây giờ là vợ chồng cháu làm nghề đầu bếp rồi thôi. Bây giờ chị là cũng thế chứ gì? Anh chị sang bên đấy thì xây dựng gia đình lâu chưa? Dạ cháu cũng được 10 năm rồi đấy ạ. À thế là chết quyền. Thế con cái thế nào? Mấy đứa rồi? Con à? Thằng David Cún nhà cháu đây. David Cún. Nó đang đi mua sim điện thoại để cháu gọi nó về. Tây David Cún đó. Alo. Ok. Mày đi đâu? Từ nãy đến giờ cả bố mẹ cứ chờ mày. Đi đâu? Bố mẹ đi đâu mà để con mãi? Mày. Tìm mãi. Tìm mãi. Mày đi cẩn thận ra ngoài kia nó mắt cóc chết nhá. Vào đây giới thiệu họ hàng đi. Dạ ông giới thiệu với các ông đây là cháu mẹ. Thằng này nó là béc dê chứ là gì cún. Nó ăn bơ sữa Tây. À. Ăn bơ sữa Tây. Chào ông đi. Chào ông đi. Dạ, em chào ông ạ. Ôi trời ơi. Sao lại em chào các ông? Ai dạy cháu nói như thế hả? Bố cháu bảo có các ông thì em phải chào các ông mà. Chào như thế là sai. Cháu phải chào, đây là ông này. Đúng rồi. Vì bố cháu phải gọi ông ấy bằng chú. Đúng. Mà cháu là con là cháu thì vậy thì cháu phải chào đây là các ông. Cháu phải chào là cháu chào các ông chứ không phải là cháu chào em chào các ông. Nhớ chưa? Ồ, nói nhiều và nói dài, nhiều từ quá không hiểu. Cháu nói lại đi, ông không hiểu. Ôi trời ơi, cái thằng mày. Sao thế? Cháu chào như thế là sai. Nếu mà cháu chào như thế, ở đây là bị răng môi lẫn lộn rồi đấy. Răng môi, răng vẫn ở đây, môi vẫn ở đây, có lẫn lộn đâu. Không phải, ý ông muốn nói là nếu cháu chào như thế là hỗn, là hư. Trẻ con không được chào người lớn như vậy. Ra đường thế là người đính rồi đấy. Vả cho mồm rồi đấy. Đúng rồi. Đấy anh chị xem dạy bố con cháu như thế nào. Chứ để chào thế này là lúng túng cả rồi đấy. Vâng. Hai ông này nói to sợ lắm. Bố đứng cạnh gì? Dạ cháu nó ăn bơ sữa Tây. Cho nên là về đến nó sắp từ nó còn chưa chuẩn lắm. Mong hai ông thông cảm. Nhưng mà này thế nó ăn nói thế thì nó học nó ra làm sao? Ôi cháu học tốt. À cháu học trường Tây này. Thầy cô Tây này. Cùng với các bạn Tây này. Nhưng mà là vừa rồi được huy chương vàng đấy nhá. Thế à, huy chương vàng. Giỏi thế cơ à? Vâng, được huy chương vàng môn gì? Dạ, bộ môn tiếng Việt ạ. Người Việt lại đi huy chương vàng tiếng Việt thì đúng là nhất rồi. Nhưng mà ông nói cho cháu biết, ở bên đấy cháu có thể được huy chương vàng, nhưng về đây mà ăn nói kiểu như thế nhá, cháu không có cái giá trị gì đâu, nhớ chưa? Mai,
Thế cuộc sống ở bên đấy thì anh em bà con bên đấy thì ta sinh hoạt ra sao? Dạ vẫn bình thường ạ, vẫn quý nhau ạ. Dạ lắm là Tết nhất là vẫn là đến chúc tụng nhau, vẫn như phong cách như người Việt đấy chứ. À, cúng bái ơi, ở bên đấy có cả bánh chưng nhá. Tất cả đồ ăn Việt Nam đều có hết. Bên này cũng bình thường. Bình thường. Thế tức là các ngày Tết là mình vẫn sinh hoạt bình thường. Vâng. Cũng cô thắp hương ông bà ông vải. Có chứ. Thắp hương tổ tiên chứ. Thắp hương tổ tiên mà lại cứ ăn nói ta lộn xộn thế này, các cụ nhà mình có hiểu không? Dạ. Hiểu chứ. Hiểu hết. Bố mẹ thì cũng bằng tiếng Việt, con đứng bên cạnh hát dân ca Tây là bình thường. Cúng cái bọn tôi ở nhà xem là bên đấy cúng thế nào mà các cụ hiểu. Cúng cái kiểu mà người ta lẫn lộn đấy. Tỷ dụ này, tỷ dụ nha, em tỷ dụ cho hai chút xem. Cháu tỷ dụ cho hai chút xem. Thế là con nứt nọn. Con lại chín phương trời, con lại mười phương Phật, con lại thông, con lại táo quân, con lại thần linh đất nước, con lại mười phương chư Phật, con lại chư Phật mười phương. Sau đây xin mời các cụ tổ tiên về ăn con chicken gà cây đấy. Dạ mời các cụ tổ tiên về uống special rice xôi nước thua. Và sau đó banana này banana là chuối, nhưng mà cái đằng sau thì tôi không dịch được là cái gì. Thế này nó nói là ăn banana là chuối. Nai là nải, nải chuối đấy. Hay quá nhỉ, tức là có cả tiếng Việt ở đấy. Vâng. Chết này. Thế thì khấn vái như thế thì các cụ có về mà chứng được không? Dạ về chứ, các cụ về ăn hết ạ. Ăn nhiệt tình lắm ạ. Con có thấy cụ nào về đâu, chỉ thấy nhà mình vừa khấn xong là lao vào ăn hết mà. Chả hiểu cái gì cả con ạ. Tức là này, khi mà gia đình nhà mình khấn tổ tiên xong thì gia đình nhà mình phải được thụ lộc. Thụ lộc. Còn khấn tổ tiên là chỉ khấn để cho tất cả mọi người nhớ đến tiên nhà mình chưa? Mà gọi là cái cách gọi là các cụ về làm chứng đấy. Đúng rồi. Nhưng mà tổ tiên là gì? Không hiểu tổ tiên là gì à? Tổ tiên là gì? Ra đây bố giải thích cho. Tổ tiên ấy là tổ lấy cô tiên đẻ ra cụ mình, cụ mình đẻ ra mình. Ông bà đẻ ra bố mẹ đẻ ra mày. Hiểu chưa? Con không biết tổ tiên, con chỉ biết sư thôi. Ôi giời. Tổ sư mày. Con cảm ơn mẹ, con biết thêm một từ mới. Tổ sài. Cúng. Dạ ông bà. Bác chê. Này, chuyện như thế là sai. Hoàn toàn rồi. Anh chị này, tôi biết cuộc sống là phải mưu sinh. Cho dù có vất vả đến đi chăng nữa, đồng tiền thì rất là quan trọng, nhưng phải chú trọng dạy dỗ cái mình đây này. Phải dạy tiếng Việt cho nó chỉnh vào, cho nó chuẩn vào. Chứ nói lung tung như thế này, ta không nhận ra mình là người Việt Nam đâu. Các cụ dạy rồi, giấy rách phải giữ lấy lề. Mình phải giữ lấy bản sắc văn hóa dân tộc mình chứ. Thôi, bác Phổ. Thôi được rồi, bây giờ thế này. Từ giờ cơm suốt từ nãy đến giờ cứ đứng ngoài vỉa hè mà cứ dạy dỗ về ngôn ngữ như thế này nó không hay lắm. Thì bây giờ này, lâu lắm rồi chú cháu ông cháu mình mới gặp nhau. Dạ. Bây giờ nhân tiện mời luôn cả bác Phô sang nhà em làm mâm cơm. Đấy, xong chúng ta lại đàm đạo tiếp về vấn đề ngôn ngữ học. Được không? Được rồi. Chú với cả các cháu cứ về trước đi. Tôi còn phải dọn hàng xong rồi tôi mới đi. Vâng, thế bác dọn hàng nhanh xong bác sang luôn nhá. Ừ, nhá. Đây đi. Tí nữa chú sang luôn nhá. Được rồi, bác sang luôn bác nhá. Bác gì, chào ông đi. Dạ. Cháu. Chào ông ạ. Rồi, đây. Ngoan lắm. Này. Chú Bơm này, nghe tôi dặn này, nếu có thắp hương cúng các cụ ấy thì đừng cúng theo cái kiểu nửa Tây nửa ta, đừng cái kiểu bờ la lờ lai là các cụ không hiểu đâu nhá.